Cái cam này em quay cho thằng em nó lại cứ cầm đây cứ nhìn thấy mặt em đấy. Không, không nhìn đâu. Đấy không nhìn thấy mặt quay cho anh tí Đây. mấy phút gửi cho thằng em này nó làm nhà có 20 con nái đã làm. Chắc hôm đầu tiên là ngứa ngay này hết ngứa ngay chăng? Con này cứ thế mà dễ ấy là đợi ngày thứ hai là bắt đầu phải lấy được, nhưng ngày thứ ba là khó lắm. Chết giờ đấy. Con nhà em rồi mất 4 ngày. Chị nó ra mổ đặt chị thì thế thuộc nó già ui trời nó già chị vẫn còn nhẹ nhà chú à? Em khả năng kém nặng không, chị thấy nặng đấy, sợ ai nó chạy ra ngoài, nó chạy nó vầy 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 nó văng ra vầy ngoài. ra Ừ. Chạy nó vầy ra đấy. 4 hôm bố em bảo phối 2 lần nó không được về em kiểm tra rồi ông cũng đi làm suốt không chị. đi Hôm một hôm đấy là chị không lấy, hôm nọ mới lấy nó cũng là vào 2 lần đấy. Chị tiêm xong chị bố thôi kệ ăn tiêm xong mới lấy ổn định hả, vậy là cũng là 2 lần đấy. Tại vì tiêm nặng ấy, biết biết là hỏng rồi nhưng mà thôi tiêm rồi vẫn cứ lấy sao không được thì thế này sao. Thuốc gì nó đẩy ra cái dịch cho chắc chắn nhá. Này nó dính nhiều đầy vào ừ, rồi bố là cho nó đây là oxy bố chỉ đặt nông nó vậy mà mấy sáng này nó mới ra ấy. Rồi rồi, rồi.
Tớ nghĩ chiều hôm qua là nó ra đấy, nhưng mà sáng nay lúc nào mày xuống kiểm tra đấy. Dạ. Bố ngày mấy lần xuống kiểm tra đấy. Qua tiêm mà tiêm nhiều thì chảy máu ra, Chảy máu ra luôn. chảy máu bên kia. Không thích khỏi. Tắt được chưa này? Tắt được. Thôi ấy là tin rồi. Mọi chị tiêm 20 cc không thì biết vậy đâu. Cái này 1 cc cho 30 mấy cân ý. Em vậy tính là ba này của em mua thời loại 30 mấy cân ý. Hay cái loại khác thì mua lọ to như vậy này loại nhá. Cái này 30 mấy cân. Hôm trước là phải thêm cho 15 cc. Bên này này mà tiêm bên này ăn đỡ chảy máu. Này. Chết giờ đấy. Rát lợn. Cái này mà bỏ ngoài thì không có giống thì có mà làm cũng làm được. Phải trồng dây ý. Ngày xưa chị có con ở trước trồng dây.